Cần này mình phải chéo nhé các bạn ơi. Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ với các bạn là cách làm măng chua đơn giản nhé. Đây măng đây nha các bạn ơi, đây là măng tre gai nha các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ thái và ngâm vào chậu nước này nha các bạn ơi. Ngâm để nó ra hết nhựa rồi mình mới cho vào bình đấy nhá. Bình này thì mình dùng nước nước sạch nhé các bạn nhé, nước lã cũng được. Nhưng mà bây giờ có nước lọc thì mình dùng nước lọc nhé các bạn nhé. Trước thì các cụ làm là cho vào cái vại cái chum cơ, mà bây giờ thì không có nữa. Vại cái chum thì nó được để được lâu hơn, có thể để được 2 năm đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thái măng nha các bạn nha. Những cái dòng như thế này mình thái ngang nhé các bạn nhé, không phải thái dọc đâu. Đây này, thái rất mỏng này, thái ngang nha các bạn ơi. Cho vào nước mình ngâm đây nhá. Phần này nó già là mình bỏ đi nhá các bạn ơi. Phần này mình phải chéo nhé các bạn ơi. Này mình lấy được có ba cái rồi các bạn ạ. Mà các bạn chú ý là măng này mình phải lấy vào ngày trời nắng nha các bạn nhá, thì nó mới nên nhá. Còn trời mưa là về mình ngâm thì nó hay bị thối hoặc là nó hỏng mất đấy. Cái này là mình phải lấy vào ngày nắng. Vậy là đã thái xong nha các bạn ơi.
Đây mình ngâm một lúc, mình cho vào cái bình kia để ngâm ạ. Đây nha các bạn xem cái bình cũ đây này. Đây măng cũ tôi làm từ tháng 4 đến giờ đấy. Cũng đã ăn mấy lần rồi. Đây trông nó trắng thế này cơ mà. Xong rồi nha các bạn ơi, bây giờ mình sẽ rửa và cho vào cái bình này nha các bạn nha. Rửa nó sạch hết cái nhựa đi các bạn ạ. Xong rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp vào. Trước khi đậy nắp thì mình cho cái túi, đây là túi nước nha các bạn ơi, mình cho lên bên trên này đi. Đấy để nó sau này cái măng của mình nó khỏi bị thâm đen rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp nha các bạn ơi. Thôi video đến đây là hết nha. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Chào các bạn nhé.